Quý bà con thân mến, trong cái quy trình sản xuất cái sầu riêng á, thì ngoài cái việc là gốc ghép là một trong những cái chi tiết rất là quan trọng, một trong những cái thành phần rất là quan trọng ra, thì có một cái chi tiết nữa cực kỳ quan trọng luôn, đó là cái bo ghép. Và Hằng Anh đang trồng trên tay là một cái bo sầu riêng Thái, để Hằng Anh đếm cực coi như bo nhé. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, nếu mà được nữa thì 6 cái bo trên một nhánh như thế này. Và Hằng Anh hay đi vườn, Hằng Anh có hay nói với bà con là cái chẳng hạn như cái chai rồng xanh đó với là cái hằng amino cộng với nhau để mà nó kích thích cái mầm ngũ, bà con, kích thích cái hạt gạo. Thì những cái này á, trong cái phương pháp sản xuất của bên của ngành làm giống á, thì người ta gọi là những cái hạt gạo, những cái mầm ngũ nha quý bà con. Và khi mà chúng ta ghép và đính kèm với lại cái cây thực sinh như thế này, cái phôi sầu riêng thực sinh như thế này, thì sau khoảng 20 ngày thì chúng ta sẽ biết là cái hạt gạo đó nó sẽ sinh trưởng thành một cái cây sầu riêng hay không. Hằng Anh dùng từ rất chính xác là nó có sinh trưởng thành một cái cây sầu riêng hay không nha quý bà con. Còn cây sầu riêng đó nó khỏe hay không, nó chất lượng hay không, nó phụ thuộc vào cái đội ngũ chăm sóc rất là nhiều nữa nha quý bà con thân yêu của Hoàng Anh ơi. Và ngoài cái gốc nè, ngoài cái bo ra thì chúng ta còn phải chia sẻ đến cái yếu tố thứ ba, đó là tay nghề, kỹ năng, kinh nghiệm của những cái của các anh thợ ghép, hay Hoàng Anh dùng từ một cách rất trân trọng, đó là những cái anh nghệ nhân ghép cây lai tạo giống. Đây là đội ngũ lai tạo giống nha quý bà con, còn ra giống gì là phụ thuộc vào các ảnh rất là nhiều luôn á. Ôi trời ơi, cái này là cho cây thôi nha, còn mấy ảnh là rất là chung thủy nha quý bà con, lưu ý vô Hoàng Anh. Nhưng mà trong nội dung video này, Hoàng Anh chỉ muốn chia sẻ quý bà con chúng ta về cái cách mà chúng ta lấy một cái nhánh bo sầu riêng chất lượng là như thế nào để quý bà con chúng ta hiểu hơn. Dĩ nhiên khi quý bà con chúng ta tậu cây giống về chúng ta trồng thì bà con chúng ta quan tâm tới yếu tố là đúng giống và cây giống chất lượng thôi. Nhưng mà Hoàng Anh muốn mời quý bà con chúng ta xem được những cái quy trình rất là sâu xa ở phía sau của việc tạo ra một cây giống sầu riêng chất lượng là như thế nào, để quý bà con chúng ta sao hiểu rõ tất tần tật về cách làm ra cây giống. Thậm chí là con chúng ta coi xong mà con chúng ta có thể tự sản xuất cây giống của mình luôn cũng được. Nhưng mà Hằng Anh lưu ý quý bà con chúng ta nha, là không phải 7721 đâu, là 77 rồi tới 90 lần, tại nó rất là nhiều quy trình nha quý bà con nhé. Rồi chúng ta bắt đầu bằng cái bo này đi. Cái bo này là các anh đã phải thức dậy rất là sớm, tầm khoảng 3:30 sáng, để các anh có thể bắt đầu đi tiến hành cắt những cái bo ở cái đầu đọt quý bà con. Và đây là bo sầu riêng Thái. Bà con nhìn thấy cái dung dạng của nó không ạ? Rất là đẹp, rất là tươi, rất là lung linh, rất là sáng sủa. Nói chung là nhìn thấy nó là cái sức sinh trưởng phát triển rất là tốt rồi đó. Và chúng ta lùi lại một tháng phía trước nữa giúp dù Hoàng Anh, là cái cây sầu riêng mẹ này nó phải được sao quý bà con? Nó phải được gọi là cắt phân, ngắt phân, ngắt dinh dưỡng ít nhất là một tháng trước khi chúng ta cắt cái phần bo này. Như ngày hôm nay là ngày 1 tây tháng 9 đi chẳng hạn, thì là ngày 1 tây tháng 8 là chúng ta đã phải cắt phân, cắt cái dinh dưỡng của cây sầu riêng mẹ rồi. Và để trở thành một cái vườn sầu riêng mẹ, để chúng ta lấy những cái bo này ghép thì bắt buộc cây này đã phải mang trái rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, năng suất của cây mẹ phải được quan sát là nó cao. Cái thứ ba, cây mẹ phải có sức đề kháng tốt, vì khi chúng ta làm theo cái phương pháp sản xuất là ghép bo như thế này, nó sẽ di truyền toàn bộ những cái đặc tính của cây mẹ vào cái cây con. Nên việc chọn cái cây sầu riêng mẹ đầu dòng nó cực kỳ quan trọng nha quý bà con nhé. Nên bà con chúng ta cần lưu ý, đây là những cái quy trình mà rất ít đơn vị người ta có thể chia sẻ với bà con được, tại vì nói ra thì đôi khi nó cũng tốn thời gian và đôi khi nó cũng sẽ là bí quyết, bí thuật gì đó của các đơn vị, và đồng thời thì nó cũng ABC gì đó. Nó vậy đi, Hoàng Anh cũng không biết diễn tả làm sao, nhiều khi mình cũng cạn lời. Rồi tiếp theo nữa là gì? Ở phần phía trên mà con thấy những cái lá không ạ? Cái lá này rất là xanh, rất là tươi, mặc dù chúng ta đã ngắt phân một tháng rồi, thì để mà có được một cái bo khỏe như thế này thì cái phần đọt á, cái phần lá đó nó phải sao quý bà con? Nó phải tránh xa rầy, lá không bị rầy chúng ta mới lấy. Lá mà bị rầy đánh, bị sâu cắn là cũng không được, tại vì bản chất là cái lá đài này rất quan trọng bà con. Nó sẽ giúp cho cái cây giống của mình nó có khỏe hay không nha quý bà con nha. Tiếp theo nữa là gì? Cái bo này nó phải mập, cái hạt gạo này nó phải sáng, đúng không thấy ha? Cái hạt gạo này phải sáng như vậy này, nó mới ok nha quý bà con. Và chúng ta phải ngắt cái thuốc nóng và ngắt cái thuốc rầy dưới sâu trước khi cắt bo này khoảng 10 ngày. Để làm gì quý bà con? Để cho coi như là cái bo của mình nó không có còn hóa chất, hóa học gì cả, nó không còn dinh dưỡng gì cả. Như vậy thì mới tỷ lệ ghép đạt nó mới cao nha quý bà con. Và sau đó chúng ta sẽ nhờ tới những cái đôi tay vàng của các anh em nghệ nhân ở đây, những cái anh em nghệ nhân lai tạo giống. Rồi bây giờ đang chuẩn bị mưa nên các anh đang phụ anh Sáu là đem cây sầu riêng vào. Để rất là vất vả quý bà con ơi, cực kỳ vất vả luôn. Vất vả hơn rất nhiều so với việc Hoàng Anh đang ngồi mô tả quý bà con chúng ta ở đây. Rất là mong là quý bà con chúng ta sẽ trân quý từng cái cây giống sầu riêng
riêng khi về tới farm, khi về tới vườn của quý bà con của chúng ta, để sao mà chúng ta giúp cho cái mầm móng của cái sự sống này nó trở thành những cái cây sầu riêng gọi là cao, lớn, rộng, bự nha quý bà con nha, và mang lại cái hiệu quả kinh tế cao cho vườn của quý bà con của chúng ta nha. Và Hoàng Anh vừa chia sẻ với bà con chúng ta là một cái bo sầu riêng khỏe mạnh là như thế nào, một cái bo sầu riêng đạt chuẩn là như thế nào. Trên tay Hoàng Anh đây là bo sầu riêng Thái, và ngày hôm nay thì Willow Farm đã coi như là hôm qua thì bứng, ngày hôm nay thì ghép, thì là bà con thấy là kiểu như là mỗi tháng cứ phải sản xuất liên tục quý bà con, để với cái số lượng rất là lớn để mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu những cái khách hàng của Willow Farm cần cái cây giống sầu riêng chuẩn giống và chất lượng cao như quý bà con. Và ngày qua ra thì Willow Farm còn hỗ trợ quý bà con chúng ta kỹ thuật chăm sóc hiệu quả nữa, nên Hoàng Anh rất là mong rằng nếu quý bà con chúng ta cần hỗ trợ về cây giống chất lượng cao hoặc là cần hỗ trợ về kỹ thuật thì hãy kết nối với anh em Willow Farm để anh em Willow Farm có thể hỗ trợ đồng hành cùng quý bà con chúng ta. Hoàng Anh có hai đội ngũ chuyên viên tư vấn ở tại công ty để hỗ trợ liên tục quý bà con chúng ta, ới một cái là các bạn trả lời, và cái đội ngũ chuyên viên thứ hai đó là đội ngũ chuyên viên kỹ thuật đến tận vườn để tư vấn cho quý bà con chúng ta. Thì các anh em kỹ thuật khi mà đi vườn, đôi khi mình đang nói chuyện với anh em chủ vườn ở trong vườn á, thì quý bà con chúng ta kết nối thì không có nghe điện thoại liền được, thì là sẽ có đội ngũ chuyên viên ở tại văn phòng sẽ hỗ trợ quý bà con chúng ta liền. Và tất cả đội ngũ chuyên viên nào đi chăng nữa thì chính Hoàng Anh cùng với các anh em kỹ thuật trưởng thì lúc nào cũng training liên tục, tập bài test liên tục, thực nghiệm liên tục để giúp cho các bạn có kiến thức giống như các anh em kỹ thuật trưởng, để sao để thể chăm sóc quý bà con chúng ta, đưa ra những cái giải pháp hiệu quả nhất để giúp quý bà con chúng ta phát triển khu vườn sầu riêng của mình là xanh tốt và sớm ngày đem qua kết quả nha quý bà con nha. Hoàng Anh đến từ Willow Farm, một trong những đơn vị chuyên sản xuất cây giống ăn trái kinh tế cao và đồng thời hỗ trợ cách chăm sóc hiệu quả, nên rất là mong được làm việc với quý bà con chúng ta nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.